Con tên gì? Con tên Duy. Con mấy tuổi rồi? Con 2 tuổi. Phải 2 tuổi không? 2 hay 3 tuổi? 3 tuổi. 3 tuổi hả? Con có muốn nói chuyện với Daddy không? Daddy. Yeah. Me too. What are you doing? A house. What's your name? My name is Kelly. And how old are you? I'm 3 years old. You're 3 years old? Can you count to 3? 1, 2, 3, 4. Good job. Always one more, huh? Yeah. What are you doing? I'm a house. You're in the house? Yeah. Are you just... Con là con trai hay con gái? Con trai. Nghi là con trai hả? Con gái. À, Nghi con gái. Nghi có đẹp gái không? Dạ.